Đừng vội bỏ qua video này nếu như anh chị đang có dự định sắm một chiếc TV mới cho gia đình của mình, bởi vì đây là 3 mẫu TV Samsung bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên, với TV 43 inch nhỏ gọn, cái tên đứng đầu trong danh sách chắc chắn phải kể đến TV 43BU8000. Chiếc TV này có một mức giá khá rẻ nhưng mà lại sở hữu các tính năng vượt trội của phân khúc tầm trung. Chỉ với 8 triệu đồng, anh chị sẽ được sở hữu chiếc TV có độ phân giải Ultra HD 4K, hệ điều hành Tizen OS, đầy đủ các ứng dụng giải trí và tin tức, phong cách thiết kế E-Slim đẹp mắt với khung viền siêu mỏng ấn tượng, lại được tích hợp thêm cảm biến Eco tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện phòng, giúp anh chị tiết kiệm tiền điện hàng tháng một cách đáng kể đấy. Với kích thước màn hình phổ thông hơn, dòng TV 50 inch thì điện máy HC sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc TV cực kỳ là hot hit, đang có giá gốc là hơn 14 triệu đồng nhưng giảm xuống còn hơn 11 triệu đồng mà thôi. Gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc Smart TV QLED 50Q60B có phần viền siêu mỏng cùng chân đế được thiết kế để dễ dàng lắp đặt cùng loa Sava. Thiết kế này cũng cho phép anh chị tùy thích điều chỉnh chiều cao của TV nếu muốn. Công nghệ màn hình chấm lượng tử hiển thị 100% giải màu sẽ cho ra màu sắc tương phản tốt, rực rỡ và có chiều sâu. Tích hợp thêm bộ xử lý Quantum Light 4K và trí tuệ nhân tạo AI tự động nâng cấp hình ảnh lên 4K sẽ mang đến trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo nhất. Nhà sản xuất cũng ưu ái tích hợp thêm các tính năng hữu ích như là chia đôi màn hình, gọi video hay là cài hình nền theo phong cách cá nhân. Quá là đã luôn! Ở phân khúc TV cỡ lớn 65 inch dành cho phòng khách và phòng họp thì em có ở đây một chiếc TV QA65Q60B đang được giảm cực sâu từ 18 triệu còn hơn 14 triệu đồng mà thôi. Vẫn là thiết kế E-Slim không viền bốn cạnh siêu mỏng như một tuyệt tác về sự thanh mảnh. Vẫn là bộ xử lý Quantum Light 4K tích hợp AI nâng chuẩn hình ảnh lên 4K sắc nét, cộng hưởng với công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot cho màu sắc càng thêm chân thực và rực rỡ. Với người chơi hệ game thủ thì chiếc TV này cũng rất đáng tiền. Khung hình có thể mở rộng đến tầm nhìn cực đại và menu game bar dễ dàng điều chỉnh mọi thông số, cho anh chị thỏa sức làm chủ trên mọi trận game đỉnh cao, cũng không sợ mỏi mắt vì màn hình TV sẽ tự động giảm sáng theo ánh sáng của môi trường. Gọi video, chia đôi màn hình, điều khiển bằng giọng nói hay là điều khiển bằng ứng dụng điện thoại thay cho remote, tất cả chỉ là chuyện nhỏ với em này mà thôi. Nếu anh chị có hứng thú với những mẫu TV cao cấp nhưng mà chưa đủ ngân sách hoặc là cũng không muốn trả góp, vậy thì em có một giải pháp mua sắm thông minh hơn dành cho anh chị. Đó là các sản phẩm trưng bày đang được khuyến mãi sập sàn tại siêu thị điện máy HC. TV 55 inch 54 triệu chỉ còn 13 triệu, TV 65 inch 59 triệu chỉ còn 29 triệu, TV 65 inch 42 triệu chỉ còn 18 triệu. Mặc dù là sản phẩm trưng bày nhưng mà vẻ ngoài vẫn mới đến 95%, không lỗi lầm, không nứt vỡ. Và còn rất nhiều các mẫu TV khác có mức giá cực hời tại siêu thị điện máy HC. Anh chị hãy cùng nhanh chân đến với siêu thị gần nhất để dinh về cho mình chiếc TV ưng ý đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.